cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con đón nhận ngày mới bằng lòng biết ơn và mở rộng con tim với tình yêu mà Cha đã ban tặng cho con hôm nay. Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Trong lòng thương xót vô biên, Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm trong hình hài Chúa Giêsu để sống giữa chúng ta. Bằng việc phục vụ tha nhân, Ngài đã dạy chúng con cách sống. Chính tội lỗi của chúng con đem đến thập giá và cái chết của Ngài. Chúng con biết rằng Ngài đã sống lại và ở giữa chúng con. Cớ gì chúng con không noi gương Ngài để đối đãi với anh chị em mình? Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Buổi chiều tới, con dừng lại và khơi dậy ngày sống hôm nay trong lòng mình. Con thấy biết ơn về điều gì? Trước sự nặng nề của tội lỗi, Thiên Chúa đáp trả lại bằng sự thứ tha trọn vẹn. Lòng thương xót sẽ luôn lớn hơn bất cứ tội lỗi, và không ai có thể đặt ra giới hạn cho tình yêu vị tha của Thiên Chúa. Chỉ có sự tự do là có thể làm giới hạn lòng vị tha của Thiên Chúa. Chấp nhận và hưởng nếm lòng nhân từ vô bờ của Chúa Cha, và đừng giữ mãi những lỗi lầm hay thiếu sót. Con chuẩn bị đời sống của mình với ý thức rằng mình được tha thứ và tìm kiếm tha thứ. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Trong buổi chiều tĩnh lặng này, con nhìn lại một ngày của con với Chúa là đấng ở thẳm sâu trong tâm hồn con. Con cảm ơn Chúa vì những hồng ân mà con đã nhận được. Những điều gì con đã sống trong ngày hôm nay với tình yêu, sự cống hiến, lòng quảng đại, sự tự do? Hay những khoảnh khắc nào con đang sống trong thế phòng thủ, miễn cưỡng, sợ hãi, nhỏ nhen? Con có nghĩ rằng có điều gì đó cần sửa đổi không? Con nhớ rằng khả năng được giải thoát sẽ mang lại niềm vui và mở rộng trái tim. Những thương tích của con đã được Chúa chữa lành và tha thứ. Con xin trao mình con để hân hoan vì được chữa lành và hòa giải trong bí tích giao hòa. Con xin dâng lên Chúa ngày sống và tương lai đổi mới của con. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.